anh ơi. Cảm ơn anh Minh. Cảm ơn anh Triều Hiếu. Trời ơi, bé là mạnh rồi. Tom ơi, cố lên. Gì đây, 10 điểm thi đấu là cái gì? Hai người kia lắc kia. Trời ơi, cái mông đâu? Cherry nhảy dẻo quá. Được. Cố lên chị. Được, chị Cherry nhiệt tình quá. Được rồi chị nè. Chị luôn tiền chị tập thể dục với chị.